Yeah, ok, hello anh em, và chúng mình đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ lại quay trở lại với cái chuyên mục mà đã rất quen thuộc với tất cả mọi người rồi. Đó chính là cái chuyên mục hôm nay xem gì. Và ở trong chuyên mục này sẽ là một chuyên mục hôm nay xem gì đặc biệt anh em ạ. Tại vì hôm nay mình sẽ xem một thứ rất nguy hiểm. Nó nguy hiểm hơn cả dao, hơn cả súng anh em ạ. Anh em chắc kiểu nghĩ là chỉ có dao hay súng mới giết được người thôi đúng không? Nhưng mà một bài hát cũng có thể giết người. Thì hôm nay mình sẽ thử nghe bài hát đó xem như thế nào. Nhưng mà trước tiên ấy, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là bài hát đó làm thế nào có thể giết được người nhá. Rồi ok, và bản nhạc hôm nay ấy, thực ra nó là một bài hát anh em ạ. Bài hát hôm nay ấy, chúng ta nghe có tên là Gloomy Sunday, tức là kiểu như là chủ nhật buồn. Thì đấy là tên của bài hát đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tại sao nó lại giết được người nhé. Lịch sử nhuốm màu tội ác vào một buổi chiều cuối năm 1932 tại thủ đô Paris của Pháp anh em ạ. Paris nghe cái như là tét và đít ấy. Trong không khí nặng nề u ám, lạnh lẽo của một chiều mưa, nhạc sĩ Dương Vật Zero Nine nhạc sĩ Dương Cầm Rezzo Seret anh em ạ đang ngồi chơi đàn bên cửa sổ. Chính ngoại cảnh u buồn ấy đã gợi cảm hứng để những giai điệu đầu tiên cho một bản nhạc mới dần xuất hiện trong ông. Và chỉ nửa tiếng sau, tác phẩm này đã ra đời anh em ạ. Đó chính là bản nhạc Gloomy Sunday, tạm dịch là ngày chủ nhật u buồn. Và đại khái thì bản nhạc này thể hiện tâm trạng đau khổ, tuyệt vọng của người đàn ông thất tình đấy. Ngồi một mình dưới cơn mưa, chờ đợi một tình yêu đích thực. Đại khái kiểu như vậy. Bản nhạc này đủ hay để các hãng thu âm thời bấy giờ có thể nhận lời phát hành, nhưng không một hãng nào đồng ý vì nghe nhạc và lời quá buồn thảm, giận người. Phải mất vài tháng sau, Zero Nine mới tìm được một hãng băng đĩa ký hợp đồng mua bản nhạc này, in đĩa và phát hành tại nhiều thành phố lớn trên thế giới. Kể từ đó, bản nhạc ma quái bắt đầu gieo rắc tội ác, mang lưỡi hái tử thần lên mạng, thấy không? Giật cả mình, tự nhiên lại nhìn thấy cái ngón trông kiểu như tá nhỉ. Mình lúc đầu nhìn kiểu là tưởng người chết hay gì, nhưng hóa ra lại là một em khá xinh, trông kiểu rất là hờ hững nằm chờ người đến thịt. Đây là vén bức màn bí ẩn nhá. Để mình đọc xem đoạn này nó có cái phần để giải thích tại sao lại có nhiều người chết đến hay không. À đây đây đây, các nhà nghiên cứu đã giải thích nguyên do những cái chết này một cách khoa học để dẹp đi sự lo lắng của mọi người về bản nhạc sát nhân. Đại khái là sau rất nhiều cái kiểu kinh tế, xã hội vãi lều, rồi chiến tranh thế giới thứ nhất, rồi thất nghiệp gia tăng đấy, thì tất cả những cái đấy nó đã tác động đến tâm lý của người dân và đưa họ vào trạng thái mất phương hướng, trầm cảm và bi quan về cuộc sống, đúng không? Tức là khi mà họ buồn, đang buồn rồi mà lại còn nghe một bản nhạc rất buồn nữa thì rất nó ảnh hưởng đến cái tâm lý, và từ đó là khiến cho mọi người muốn chết thôi, đúng không? Ok, thì không lòng hoàng nữa, bây giờ chúng ta sẽ nghe bản nhạc này nhá. Bây giờ mình đang sẽ nghe bản nhạc này xem nó như thế nào, để xem nó có thật sự buồn khiến đến cái mức mà mọi người phải tự tử vì nó hay không. Rồi, và mình đã tìm được ra bài hát này rồi, Gloomy Sunday, bài hát chết người. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử nghe nó như nào. Thử nghe, mình cũng hơi có một chút lo lắng nhưng mà ok. Ok, khoan, khi mà nghe đến đây ấy, chắc chắn đây không thể mà một nào mà là một bài hát vui được, đúng không? Giai điệu của nó quá buồn, nhưng mà bản thân mình khi mà nghe đến đây thì lại thấy cũng chưa có gì, đúng không? Không có gì lắm đấy các bạn. Có thể là quá sớm để đánh giá. Đó, chúng ta sẽ cần phải nghe một chút để xem nó như thế nào. Chứ nói thật là khi mà nghe đến đây mình thấy nó bình thường lắm, giống như kiểu các cái bài hát buồn khác thôi, không có gì đặc sắc lắm. Nhớ ở sao khi mà bản thân mình nghe bài này thì mình lại có cảm giác buồn ngủ anh em ạ. Vớ vẩn, mình sẽ bước vào một giấc ngủ ngàn thu. Cũng là một hình thức khác của chết anh em ạ, người ta đang gọi như vậy. Nhưng mà thật ấy, thì khi mà nghe đến đây, khi mà nghe được một phút rồi nhá, mình nghe được một phút hơn rồi thì mình cảm thấy buồn ngủ vãi lều luôn. Mình không hiểu tại sao mà mọi người lại có thể nghe nó và cảm giác muốn tự tử được, mà bản thân mình lại nghe mà lại buồn ngủ.
nó giống như kiểu là nhạc ru ngủ ấy, nghe mà díp hết cả mắt vào, thật luôn cảm giác của mình như vậy. Có thể là do là cái bài hát này nó là mình không chắc là cái ông này sáng tác là người nước nào nhá, mình không rõ lắm, nhưng mà nó không phải là tiếng Việt ấy, nên là chúng ta có thể là không hiểu được cái nghĩa của cái lời bài hát, nên là mình cũng chỉ là nghe âm nhạc thì nó cũng chưa đủ đúng không, có thể là lời bài hát này rất là buồn, nên là kết hợp cả hai thứ đó vào thì mới có thể là giết người được. Chứ tạm thời thì mình thấy buồn ngủ, thật sự là có thể là mình tối nay sẽ bật bài này lên để cho nó dễ ngủ. Rồi, hết nhẵn luôn anh em ạ. Đến bây giờ thì bản thân mình vẫn cảm thấy buồn ngủ, không hề đến buồn. Chả biết là mình như nào, có thể là do mình đang sống cuộc sống không buồn lắm nên là mình không cảm thấy buồn các bạn. Thậm chí là khi mà mình xem những bức ảnh rất là buồn như vậy, cộng với nghe những cái kiểu cái giai điệu như này thì thật cho mình cũng không cảm thấy buồn luôn, thề. Không cảm thấy buồn một chút nào cả, thậm chí còn chỉ buồn ngủ thôi. Nói là thì đây chắc chắn một bài hát rất rất buồn rồi, cái giai điệu của nó mà kiểu như là một thằng mà rửa xe trong trời mưa, anh em đang thất tình mà còn nghe nhạc Mr. Siro ấy đấy. Cái tâm trạng mình nghĩ là nó cũng giống như thế thôi, nhưng mà nói thật thì nó chưa đủ sức để khiến mình, cũng không hiểu tại sao mà nó có thể giết được nhiều người như vậy. Có thể là những cái người đấy mình đoán là chắc cũng đã bị trầm cảm từ trước rồi, trầm cảm thì buồn lắm rồi nên là nghe bài này thì mới bị thôi, chứ bình thường thì chắc là cũng mọi người nghe đúng không, anh em công nhận mình không, không thấy buồn đúng không? Chả thấy buồn quái gì cả. Người ta gọi bài này là bài hát giết người ấy, nhưng mà đối với mình ấy, nó chỉ là nhạc để ru ngủ thôi. Và đúng rồi, lại nhớ, chúng ta có rất nhiều bài hát, có những bài hát rất vui. Mình có bài hát Đá Lưỡi này của Vitas đúng không? Đây là bài hát giết người. Thì mình đang nghĩ là không biết là mai sau sẽ có thêm một số bài hát tựa như kiểu là bài hát móc cua chẳng hạn, hoặc là bài hát hấp diêm đấy. Khi mà kiểu nghe xong những bài hát thì nó khiến người ta muốn được trở thành Spider-Man các bạn đấy, hoặc là khi mà nghe cái bài hát hấp diêm thì tự nhiên người ta muốn được hấp diêm hoặc là muốn đi hấp diêm. Ok thôi, bỏ qua đi thì dù sao thì ta đã nghe xong cái bài hát Gloomy Sunday rồi, thì là một bài hát và được mệnh danh là bài hát giết người, với rất nhiều người đã chết trong khi mà nghe bài này, nhưng mà chắc chắn là không có mình, và mình cũng cá là cũng không có anh em luôn, tại vì mình đoán chắc sẽ chả ai thấy buồn khi nghe bài này đâu. Thật, nó là một bài hát buồn thật đấy, nhưng mà khi mà mình nghe thì nó cũng bình thường thôi, nó cũng không quá đặc sắc. Rồi, và chúng ta đã vừa thử nghe xong bài hát giết người, và nói thật thì mình đã rất kỳ vọng là nó sẽ khiến cho mình cảm giác buồn sâu sắc, nhưng mà túm lại thì nó chỉ khiến cho mình buồn ngủ thôi, không có tác dụng gì lên mình cả, nên là rồi, nhưng mà tôi kệ đi, dù sao thì nó cũng là một bài hát giết người mà chúng ta đã trải nghiệm nó rồi. Nên là nếu như anh em ấy, mà có cái cảm xúc gì sau khi nghe bài này thì hãy comment ở bên dưới video của mình để mình biết, để xem là ngoài mình ra thì có những ai không buồn, hoặc là có những ai buồn sau khi nghe cái bài này không. Rồi, còn bây giờ thì bye bye. Và đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký kênh để mình có thể tiếp tục ra những video khác trong chuyên mục hôm nay xem gì nhé.